Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Tuất tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh hoa xuyến kim, ngày Canh Tuất tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh chua kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, hoa xuyến kim, kỵ tuổi, giáp thìn, mậu thìn, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Quan, tốt mọi việc, sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, khai trương, về nhà mới, sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi, sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi, sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương hoặc là thù lao xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và đây cũng chính là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình. Ngoài ra, trong ngày này, một số người có thể sẽ nhận được một khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Và điều mà bạn tuổi Tý cần phải làm lúc này là không phải ăn chơi, hưởng lạc, mà cần phải tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến cho tài sản trước đó lại mẹ, địa lại quân, giúp cho cuộc sống có được sự khang trang, giàu của bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia. Và hai người cần phải học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, chứ đừng có làm tổn thương đối phương bằng những lời lẽ nặng nề bạn tuổi Tý nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim gặp được nhiều may mắn trên con đường kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công sức lao động mà bạn bỏ ra sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nhận được một khoản tiền từ những người đi trước để lại. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chưa thực sự thấu hiểu nửa kia của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 96, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu dễ vướng phải những thị phi tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp và bạn bè trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu cần phải giữ vững lập trường của mình, chớ để cho bản thân mình bị lung lay vì những lời rụ rê bàn ra tán vào nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn vốn là người mạnh mẽ, kiên định, nhưng đôi khi với những quyết định của bạn trong ngày hôm nay lại quá chủ quan và nóng vội. Điều này sẽ khiến cho bạn đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, với bạn tuổi Tý cần phải học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định cho mình. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, để phát triển được nhanh chóng và ổn định hơn, trong ngày đang có thổ khí vượng, điều này nhắc nhở bạn từ bỏ những suy nghĩ cố hữu của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Đừng có mãi hạn chế bản thân mình trong những điều mà mình đã biết, và dù bạn là lãnh đạo hay là nhân viên, với bạn cũng cần phải học cách tiếp thu những nhận xét góp ý của mọi người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên đưa ra những quyết định chủ quan. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận may về tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, đã đến lúc bạn nên mở lòng mình để đón nhận cơ hội đang tới với mình nữa rồi. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy thử tham gia vào các buổi hẹn hò chỉ là để làm mới cảm xúc của mình thôi, như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy thiếu đi sự tự tin dù đối mặt với những việc tưởng chừng như là rất quen thuộc. Và nếu như bạn đang lưỡng lự, băn khoăn một điều gì đó thì bạn đừng quên rằng bản năng chính là chỗ dựa vững chắc để cho bạn đưa ra những giá trị, đưa ra được những sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, ngày này lại không thích hợp cho những quyết định về tài chính. Vì thế, bạn cần phải hết sức cẩn trọng và chớ nên xem xét mọi thứ một cách chủ quan, bừa bãi, thiếu rõ ràng. Nếu không, với bạn sẽ phải trả giá đắt nữa.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, chưa biết ai hơn ai, chớ nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quyết đoán, hướng mọi người đi theo hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tình yêu ngày càng có được cơ hội thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chẳng ai nói trước được điều gì, nhớ là tự tìm niềm vui cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 74, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tý. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp, và đây là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh tuổi Mão thường hay tìm cách che giấu những điều mà mình chưa rõ ràng, hoặc là trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó vì không muốn bị người khác chê cười mình đó nhá. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn có biết rằng nếu như cứ tiếp tục giữ tình trạng này, với bạn không những sẽ gây thêm nhiều phiền phức, rắc rối cho tập thể, mà còn khiến cho bản thân bạn khó có thể phát triển được. Và điều bạn cần phải làm bây giờ là dũng cảm đối diện với những điểm yếu của mình. Có như vậy mới tìm ra hướng khắc phục những hạn chế của bản thân nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Điều này làm cho bạn đang có những quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình. Và cách biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những cái nhìn khác nhau và nhiều vấn đề khó có thể thấu hiểu được nhau. Nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng và lắng nghe đối phương hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thẳng thắn thừa nhận những lỗi sai để hướng tới sự thay đổi và sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Với những việc tưởng chừng như là thuận lợi, bỗng nhiên lại xảy ra sự cố, gặp vấn đề. Và nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ những suy nghĩ với bạn cho rằng mình là người tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh của bản thân nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, và đây không phải là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra lựa chọn về đầu tư. Và bạn tuổi Thìn, hãy bình tĩnh để lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu những lời khuyên của những người khác, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân mình. Chớ nên tham lam, không muốn làm mà muốn hưởng bạn tuổi Thìn nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, nhất là đối với những ai đang mắc bệnh về dạ dày, bệnh về đường ruột. Với bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, cũng như là hạn chế ăn nhiều đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ sẽ giúp cho cơ thể của mình được hồi phục trở lại bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc,
Không nên đưa ra những quyết định về đầu tư từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý quản lý về tài sản, tránh thất thoát. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dậu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có thể sẽ khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Và với bạn tuổi Tỵ sẽ nhận được sự khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng đi, hướng phát triển mới khác biệt hơn so với mọi người. Tuy nhiên, dù bạn làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, với bạn vẫn cần phải nhớ là khác biệt khác với tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người sẽ tốt hơn bạn tuổi Tỵ nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho gia đình của bạn luôn có được sự bình an. Với bạn tuổi Tỵ, bạn là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong gia đình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu như ai đó gặp phải những vấn đề khó khăn. Với những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng sẽ giúp cho bạn gắn kết được tình cảm của mọi người với nhau nữa. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công sức mà bạn bỏ ra không uổng phí chút nào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, khẳng định được vị thế của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Và dù nhiệm vụ của bạn được giao có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, với bạn cũng sẽ sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề chần chừ hay là có ý định thoái thác hay là đùn đẩy cho người khác nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, khi đứng trước những quyết định quan trọng, với bạn cần phải suy tính một cách cho kỹ càng, cẩn trọng hơn, đặc biệt là nếu như bạn là người đang giữ ở vị thế lãnh đạo, chớ nên quá độc đoán, gạt đi những quan điểm của cấp dưới và mọi người xung quanh nhé. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Vợ chồng có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Về cầu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, dễ bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi được nồng nàn, thắm thiết. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất,
tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng ai đó đang cười vào những ý tưởng mà bạn cho rằng khá là thú vị. Nhưng với bạn tuổi Mùi đừng vì thế mà tỏa ra nóng nảy. Và tại sao bạn không đơn thuần là đón nhận mọi thứ với thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn một chút, bạn sẽ thấy không khó khăn có thể sẽ tìm được sự đồng điệu và chia sẻ nữa đâu nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, điều đó diễn ra có thể không như những gì mà bạn trông đợi hay là không như ý muốn của bạn do kiếp tài chiếu mệnh. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi, hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận những khả năng, những điều có thể, bởi đôi khi mọi thứ không giống như những gì chúng thể hiện ở bên ngoài, và ngay cả những ngày khiến cho bạn buồn chán cũng có thể sẽ có những dấu hiệu tích cực, phải không bạn tuổi Mùi nhé? Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này cho thấy với bạn đang gặp phải quá nhiều điều kiện không tốt gây tác động xấu tới sức khỏe của bản thân, và nếu như không có việc gì quá quan trọng thì việc ở nhà sẽ tốt hơn cho bạn vào lúc này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, học cách kiểm soát về cảm xúc của mình tốt hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, vợ chồng cần phải nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chớ nên gây gỗ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy cố gắng không ngừng nghỉ dù kết quả thế nào đi chăng nữa. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ có nhiều căng thẳng vì tư tưởng quá khác biệt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, quyết định vội vàng sẽ khiến cho bạn phải hối hận. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 87, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Ngày này với bạn tuổi Thân rất thấu hiểu cho nửa kia của mình, thậm chí là mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thấu hiểu nhau hơn, và hai người luôn đồng tâm hiệp lực, cho nên chẳng còn chuyện gì là quá khó giải quyết giữa hai người nữa. Ngoài ra, trong ngày thứ năm này với bà tuổi Thân, đối với những người làm cha, làm mẹ thì rất quan tâm tới con cái của mình. Với bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha, người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh cho con cái của mình. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội về hợp tác, làm ăn đầy triển vọng, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với bạn tuổi Thân trong ngày này cũng có thể sẽ được hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại cho mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn có được sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gặp được những đối tác làm ăn thích hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, chốt số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu gặp được nhiều điều kiện thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Và may mắn là với bạn tuổi Dậu, bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay, đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển nữa rồi. Và trong ngày thứ năm này, công việc của những người làm công ăn lương cũng có được những chuyển biến tích cực. Với bạn tuổi Dậu, bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều từ chối, thoái thác. Hẳn lãnh đạo đang đánh giá rất cao, tương lai thăng tiến của bạn sẽ không còn xa nữa bạn tuổi Dậu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình bởi các thành viên luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và để có được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau kể cả trong những chuyện khó giải bày nhất nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn có được sự quan tâm lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi ở nơi công sở không đáng có. Với bạn tuổi Tuất, có thể bạn sẽ nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Vì thế, điều mà bạn cần làm bây giờ là chứng minh bản lĩnh của bản thân mình với người khác, cho người khác thấy nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, trước khi đưa ra quyết định nào đó, với bạn cũng cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận, thấu đáo, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Và nếu như quyết định bạn đưa ra bị nhiều người phản đối thì bạn nên đánh giá lại mọi mặt để kiểm tra xem mình có phạm phải sai lầm ở đâu không nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này theo nhị thập bát tú là ngày tốt, ngày có sao giác, giác mộc sao, đặng vũ, tốt. Với bạn tuổi Tuất có thể thực hiện những công việc như là tạo tác, mọi việc đều tốt, công danh khoa cử rất dễ đỗ đạt. Theo khẩu minh, hôm nay cũng là ngày tốt, xuất hành được thuận lợi, gặp được nhiều điều như ý, có quý nhân giúp đỡ, cầu tài như ý muốn, tranh luận thì thường được thắng lợi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, nếu như xuất hành đi xa thì bạn cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro và tăng thêm may mắn cho mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa phải nhận lấy sự nghi ngờ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chứng minh năng lực, bản lĩnh cho mọi người thấy. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, không nên hành động mù quáng, thiếu lý trí. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên chần chừ, do dự khi đứng trước những cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã giao của bạn dễ rơi vào những tình huống khó khăn, dễ gặp phải những trục trặc.
Với những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc là đồng nghiệp sẽ khiến cho mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc mà bạn tuổi Hợi không thể nào giải quyết được ngay lập tức nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, trong gia đình, bạn thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người khác. Và bạn tuổi Hợi, bạn cần phải biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng có ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý của mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể sẽ gây tổn thương cho những người thân yêu của mình nữa đó. Ngày thứ năm này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm ăn khấm khá nhờ các công việc ngành nghề tay trái. Bên cạnh nguồn thu nhập chính, việc làm thêm cũng là nguồn thu khá ổn định giúp cho bạn có được cuộc sống chi tiêu thoải mái hơn. Và bạn tuổi Hợi bạn cũng cần phải tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền rất đáng ngưỡng mộ, tương lai chắc chắn sẽ rất giàu có nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc không hòa thuận với gia đình và thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim tìm kiếm cơ hội làm ăn phù hợp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy nhận được những khoản thu khá là khả quan. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 23, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!